Cuối cùng thì công việc chăm sóc thấy bụng đói cũng được bắt đầu. Đợi em đem vô gạo. Em không biết đâu, em tốt nhất em lên đi ra ngoài. 24 giờ chỉ mới bắt đầu và một cuộc chiến đã xảy ra. Gạo cho em ăn đi. Ủa, em đi. Em biết. Đúng không nhỉ? Không màng thế sự, anh Hai Thiên Tùng vẫn đang miệt mài với việc nhóm bếp. Trời ơi, lấy cái gì làm mồi đây trời. Lần đầu tiên con nấu cơm bằng bếp củi là ở đây. Con cũng khá chật vật để biết được là làm sao mà cho lửa nó lên được. Ngồi mò, hai em với con với Ben nó ngồi mò riết khoảng tầm 15 phút rồi mới có tìm ra cách là mấy cái miếng cao su á, xong rồi bỏ vô nó mới cháy lâu được chứ. Hai anh em không biết làm sao luôn. Lúc con tưởng tượng thì nó trang hoàng đẹp mắt lắm, vô đây muỗi không. Hay là vui hơn là ở trong nhà trên phố, nhưng mà điều kiện không bằng. Thì có bếp không bằng nè, có nhà tắm không bằng nè, có gì ta, có phòng không bằng, sàn nhà cũng không bằng. Nhớ khóc mất cái côn trùng rồi. Từ từ, tránh ra. Một ngón tay. Rồi, đủ rồi. Đủ nước luôn mà một ngón tay nè. Anh đâu rồi? Nè em. Nó trái chưa ta? Ờ, chết kìa. Giờ đây là thấy chứ. Rửa mềm tương đi. Không trái luôn ấy. Ôi mà rửa thường thường rửa gạo mấy lần em quên rồi anh. 2-3 lần. Rửa 2 lần. Cái này được không? Ờ, cái này nè. Ôi trời. Được rồi. Bật lửa rồi chứ còn gì nữa. Quá ngút rồi. Vừa giúp hai anh một việc lớn, cô Út Khả Hân còn kịp phát hiện ra một ổ trứng gà. Nó giấy nhiều giấy thôi. Đây nó không cháy. Cái trứng rồi nè hả? Nóng quá. Nóng quá. Cái trứng rồi nè. Cái trứng rồi nè. Anh nhớ là phải bỏ cái này vô. Cái trứng rồi nè. Trứng rồi nè anh. Cái trứng rồi. Ê ơi. Cái này trái nè. Ủa? Nó trái rồi. Trái một trái nữa. Ăn ba trái. Bây giờ có trứng rồi nè, em phải làm gì? Đi đánh trứng không? Biết. Xong. Được rồi đúng không? Xong có nắp. Hôm nay quá xui luôn. Chị bể cái trứng. Lộn. Cho quẹt. Quạt để cái khói nó bay ra đằng kia nó không. Anh ơi, em bị bể cái chồng đỏ rồi. Có sao đâu, đánh hồi cũng bể mà. Nhiều đó thôi đủ rồi. Em không biết thôi rồi anh đứng cho. Em biết mà, nhưng mà có vỏ trong đó cho nó. Từ từ để anh nè. Nó anh gấp một phát ra ngay. Ôi chết rồi, thôi xong rồi. Lỡ tay rồi. Phải để ra cái muỗng hoặc là cái chén xong rồi mình mới rửa vô. Không sao, mặn xíu. Ăn mặn nhiều đâu tốt đâu. Ăn đi. Ngon ăn, để lục rau. Lục rau. Có rau gì ta? Rau này ngon dữ vậy ta. Nó ngon nên là sâu nó mới ăn. Ủa nếu mà rau muống cũng phải ăn xào chứ. Ừ đúng rồi, xào với thịt bò nặng chanh vô nữa. Siêu ngon luôn á. Thêm xíu nữa là được rồi, rồi vô rửa rau. Anh đi chuẩn bị rửa cho. Ơi,
Em quậy trứng xong rồi nè. Cơm xong chưa anh? Rồi cháy luôn. Rau xong rồi nè bạn Hiền. Xong rồi, nè xong rồi đó, được chưa? Đúng rồi, bây giờ tiếp tục xào rau muống. Ê lộn, cái rồi trái rồi kìa. Trái vợ. Ngon thế nhờ. Các bạn trẻ yêu Vấu ơi, lấy cho em cái dĩa mà lên. Rồi ngon luôn. Rồi để là do ở nhà cả mẹ con chỉ, thầy con chỉ nấu ăn là nhiều lắm, mà ở nhà con cũng nấu ăn. Thường thường ở nhà nếu mà con giúp việc con nghỉ chưa kiếm được thì mẹ con bận đi làm, ở nhà con tự nấu cơm con tự ăn rồi. Khó cái là giúp nấu cơm là không có canh được ở đít dưới, dễ mà vẫn thấy nó trắng rồi, nó khét nhanh đó. Mà bếp củi là nó khó cái nữa là nó làm cho mình dễ cái mắt mà bị mờ mắt, chảy nước mắt. Rồi như vậy chăm lửa vô mệt. Mà lúc chăm lửa thì mình nấu đáng được, trong mời có gì đâu. Rồi nó khét cái không biết luôn. Ben thì cũng đảm đang. Trong nhà mà bây giờ mà không có Ben là chắc con với Hân không biết là ăn cái gì nữa. Con thì kiểu chỉ lấy nồi ra xong rồi rửa các thứ, rửa rau, lặt rau. Còn lại là chủ yếu là Ben nấu. Tại nhà con cũng không nấu mấy. Ở làm cá ơi. Giờ sao bác? Đây. Đừng đẩy nha mấy bạn. Úi dồi ôi, tôm. Tôm với cá nhỏ. Có biết nấu tôm không? Biết luộc tôm. Biết. Luộc tôm ăn đi ha. Luộc tôm ơi. Ủa vậy còn cá này để làm gì? Cá để nó sống lớn gì bác. Ăn tôm không? Ủa con. Bắt cái con. Cá tôm 100%. Rồi được rồi, hết rồi đó. Để anh bỏ xuống vô làm đi. Cái này để làm sao vậy? Từ từ để em cho. Ok nha, từ từ. 1, 2, 3. Riêng cá thì mình sẽ chiên, còn tôm thì mình sẽ luộc ha anh. Rồi anh làm, rồi em làm sao? Mấy giờ rồi? 1 giờ rồi. Mấy anh làm gì vậy? Đang đang chơi. Vui lắm. Thầy vui. Để em làm cho. Anh làm với em ơi. Đầu tiên mình được ăn cơm. Cái đũa có đòi đũa sao? Anh ơi, sao anh làm cơm khác quá vậy? Tại vì em thấy cơm khác luôn á. Lần đầu tiên em mới được ăn cơm khác. Cơm đâu khác không? Cơm khác mà vậy? Em thấy đen quá trời luôn. Kệ đi, trái có xíu. Trái có xíu mà không sao đâu, mình ăn cơm trái chứ không? Bữa cơm đã hoàn tất, lần đầu tiên vào bếp của ba bạn nhỏ quả là đáng để khen ngợi. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi chút mâu thuẫn nội bộ. Cơm ở nhà mẹ con làm không có khác. Vô đây có ăn, lần đầu tiên có ăn được một chén cơm khác. À, mình cần nước tôm đó anh. Nãy giờ không làm cái gì hết, bây giờ làm chút đi. Bây giờ toàn là tụi anh làm không à. Anh không muốn đứng dậy đâu. Xin lỗi quý khách chờ lâu. Cơm ngon không? Ăn cơm ngon không? Rau màu có tỏi nữa thì ngon. Ừ đúng rồi, rau màu có tỏi thì quá ngon luôn. Chứ lại ngon. Cá cơm này rất là ngon. Đồ ăn là cũng ngon.
mà trứng ngon nhất. Con đang trứng. Còn anh này chiên trứng. Anh này. Không, anh lấy dĩa. À, nhưng mà con muốn con gì nhất tại vì đứng trong trong lửa nóng với gà tay mắt quá trời. Ăn con rong lên mười chén. Anh bình này chân không làm bây tại vì nãy giờ mình nấu ăn nhiều mà mình cay mắt lắm không vậy đúng không? Tại nó quá nhỏ cái bữa ta, à để nửa chén. Dạ hơn nửa chén, mà em cũng biết rửa chén, em cũng thích rửa chén chứ bộ. Biết cửa không? Có em cứ làm đứng chấm rồi em cũng làm mà cái gánh xứng lắm. Má chứ em làm không có bể đâu. Mai về sớm. Mai về sớm đi làm gì? Về không? Mang muối vào nhà dì hai hả? Bán mua đồ ăn về ăn trưa. Đi trồng cây và bắt hồng cua. Đi thăm bậy cá. Nấu cơm, ăn cơm, bắt ốc len. Nấu cơm, ăn cơm chèo. Thầy à, con bỏ cái này vô. Rồi đem chén cho. Ủa nhà Hân có rửa chén không? Không. Không. Ờ, ở nhà không rửa mà sao rửa? Em tập. Coi chừng rớt nha. Rớt bể rồi lo. Mình nói trước nè. Ben. Sao? Ba chén xào bông nhờ, giúp Hân kìa. Để chén xong rồi đi luôn luôn. Chà, để chà kỹ chứ. Sau bao vất vả, cuối cùng thì bữa trưa đầu tiên đã hoàn thành. Giờ là giây phút giải lao của ba bạn nhỏ.